Đấy, đi gặp chảy xong. Em triệu là em triệu quập như này. Quập mạnh ấy. Nhưng mà nó đau một cái rất là nhói như thế. Cái này là rất khó điều trị nhé. Vì nó rất là sâu bên trong. Làm lại động tác để xem đâu. Ở đỡ rồi, bình thường ấy. Nghe bác sĩ Thủy bác cho anh Mai đi đá bóng là ổn rồi. Đấy. Dạ, đi gặp chảy xong. Dạ, cái bên này xong. Nhiều rồi. Cái cổ chân của Kỳ thì ông đấy là một chấn thương như thế nào anh? Dạ, Kỳ, khi em trụ em giơ chân này lên để em xuất bóng ấy. Thì cái anh kia anh đẩy cái nó kẹt ở bên này một cái. Em triệu là em triệu quập như này. Quập mạnh ấy. Nhưng mà ý là cái người nó kẹo thế này. Đấy. Kẹo thế này xong rồi là nó đau buốt này. Đau buốt nhưng mà sao em cứ đi cái nhắc hồi rồi sao em lại vẫn đá. Em vẫn đá hết trận. Em vẫn đá nữa nhưng mà khi em đi thẳng thì lại không sao này. Nhưng chỉ cần em đứng thế này và em trụ người nó hơi nghiêng thì nó sẽ đau cái vùng này chứ. Hôm qua thì mới hết giãn cách thì em chơi bóng chuyền. Thế em bật nhảy lên một cái. Em rơi xuống thì như em tiếp không biết có ngang không nhưng nó nhói một cái nó đau đầu quặn này. Đấy, nhói nó đau ngược dội hẳn lên luôn. Đúng rồi, nó đau một cái rất là nhói như thế. Nó ở cái khu này quanh đấy. À, nếu như khi mình đứng và mình dồn lực về đứng trước. Mình đứng mình đẩy thì nó lại ở cái chỗ này. Còn nếu mà mình đứng nghiêng thì nó lại ở cái chỗ này. Chỗ này bình thường đúng không? Dạ vâng. Dạ không. Đâu? Cũng chỉ hơi hơi một chút thôi. À anh đè thế là đau ạ. À. Trong này không sao được. Đây đau. Anh đè là vẫn đau đau đấy ạ. Đau. Đấy. Còn nhói là nhói thế này rồi. Chỗ này là cái hình ảnh hơi giật nhẹ này. Đau. Nhẹ thôi không nhiều. À dạ. Vâng, cũng hơi đau đau, đấy. Đấy, giống như em bật nhảy đấy đúng không ạ? Đau. Vâng, cũng đau nhưng mà em bật nhảy thì khi hôm qua rất cái là nó đau nhói, nó sốc ngược trở lên. Cái này là rất là khó khăn đấy nhá. Cái này là bạn bị tổn thương cái khớp xương gót này. Cái này là rất khó điều trị nhé. Vì nó rất là sâu bên trong. Nó dập cả xương rồi xếp các thứ này. Để đứng sau này bạn cũng cần phải cả tiêm huyết tương dược tiểu cầu nhưng mà để tiêm được vào cái khớp này nó là cả vấn đề luôn. Thì cái khe khớp nó vô cùng nhỏ. Chỗ này đau mà lúc còn nhảy lên nó đau cái vùng này. À. Cái khớp xên gót đây này nó phù nề rất là nhiều. Đó, phù nề nó hơi phù nề nó dập cả cái xương này. Trên cái chỗ này là nhìn thấy rõ nhất. Bây giờ làm thế nào bác sĩ không? Bây giờ cái này thì vấn đề là thứ nhất là phải trị liệu thì sử dụng chính là dùng những cái sóng vào đấy, sóng siêu âm rồi sóng laser rồi sóng vi sóng, đấy thậm chí cả sóng xung kích đi vào đó thì nó sẽ giải quyết được một phần. Khả năng phục hồi của nó thế nào bác sĩ? Đương nhiên là có, đương nhiên bạn đá bóng nó lại bình thường. Đây này cái khớp đây này, là cái xương sen nhá, đây là cái xương gót này này, đây là cái khớp sen gót này, đây này, mà bây giờ đây này. Đây gọi là cái xoang cổ chân đấy. Vâng. Bây giờ vấn đề của nó bây giờ khi mình nó bị cả cái khu này. Đó, cả khu này, bạn nhìn rõ chưa? Đây. Vâng. Cho to hẳn. Bây giờ điều trị ở khu này là dùng các sóng. Vâng. Thế sau đó rồi để nó ổn ổn một chút xíu. Đấy, khi mà nó đương nhiên là sau khi nó sẽ đỡ nhưng cái này nó mất khá nhiều thời gian vì nó trông rất là sâu, sâu bên trong này. Sau đó sẽ mình sẽ được chỉ định tiêm cái huyết tương dược tiểu cầu ở đây. À thế ạ. Tiêm huyết tương dược tiểu cầu thì nó không phải là thuốc, nó là cái máu của mình ấy. Lấy ra tái chiết tại thẩm hình tiêm ở đây. Nó có tác dụng là giảm đau chống viêm rồi là tăng cường những tế bào lành mới mình có thể tạo mới. Nó giúp cho lành cái tổn thương này. À. Khoảng điều trị trong khoảng bao lâu là nó sẽ lâu hơn? Khoảng 3 tháng. 3 tháng thì hy vọng là chịu được đấy. Chứ nếu mà nó kéo dài nhiều năm mà nghỉ bóng đá thì không biết là cuộc sống mình sẽ thế nào. 3 tháng,
nhưng trong khoảng thời gian đấy thì em vẫn cứ chơi thể thao thôi, nhưng ở mức độ vừa phải. Em biết những cái động tác mà bình thường nó đau ấy, thì mình tránh nó ra thôi. Ví dụ như một số bài bật nhảy nó đau như vậy thì mình hạn chế thôi, còn đôi khi là mình ấy thì mình băng chặt cái cổ chân nó lại để nó khỏi bị dao động nhiều. Đương nhiên là cái này nó không làm cổ chân mình mất vững để băng, nhưng mà mình băng nó vào thì để cho nó khỏi bị lật ra, thì nó khỏi bị trượt trên nhau. Những động tác mà anh bị đau thì anh làm lại động tác đấy xong rồi đau ở đỡ rồi. Bình thường ấy là anh, ví dụ anh đứng nghiêng thế này này là nó sẽ đau, nó sẽ nhói một cái đấy, nhưng bây giờ anh nghiêng không thể nhói lên ổn rồi đó, nhưng mà không bị nói nhiều đúng không? Nghe bác sĩ Thủy bác cho anh mai đi đá bóng là ổn rồi. Đấy.